Phần cuối của chương trình sáng nay sẽ là những thông tin truyền cảm hứng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ mắc dị tật khe hở môi và miệng. Trẻ mắc dị tật này thường gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, sức khỏe bị ảnh hưởng và nhất là thiếu tự tin trong giao tiếp. Vâng ạ, và chính vì những điều đó thế nên là để giúp cho trẻ em mắc những bệnh lý này hòa nhập được với cộng đồng cũng như là được lành lặn như bạn bè cùng trang lứa thì Bệnh viện Việt Nam Cuba đã đưa vào hoạt động đơn nguyên chăm sóc toàn diện cho trẻ dị tật khe hở môi và vòm miệng. Và theo đó thì trẻ mắc các bệnh dị tật khe hở môi và vòm miệng sẽ được thăm khám, điều trị hoàn toàn miễn phí. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự. Khi được 4 ngày tuổi, em bé này đã được thăm khám, theo dõi tại đơn nguyên chăm sóc toàn diện trẻ bị dị tật khe hở môi, vòm miệng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba. Nhờ sự tư vấn kịp thời, 6 tháng tuổi, bệnh nhi được phẫu thuật phục hồi, đóng kín khe hở môi. Sau khi cắt chỉ, tình trạng dị tật của trẻ đã được khắc phục khá hoàn hảo. Đáng nói tất cả chi phí điều trị này sẽ được hoàn toàn miễn phí. Điều này sẽ hỗ trợ giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua cái chương trình này thì gia đình rất là cảm ơn đến các y bác sĩ đã rất là tận tâm, nỗ lực để mà phẫu thuật cho bé. Và cảm ơn các nhà tài trợ chương trình đã hỗ trợ cho gia đình. Và cũng mong chương trình này là sẽ phát triển và mở rộng để cho cơ hội nhiều cho bé khác cũng giống như em bé nhà nhà thôi. Thời gian chăm sóc trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng không phải trong một vài tháng hay một vài năm, mà thậm chí có thể phải kéo dài từ 16 đến 17 năm với nhiều ca phẫu thuật. Việc chăm sóc trẻ mắc dị tật toàn diện là một mô hình mới, giúp trẻ được tiếp xúc với quy trình điều trị sớm, mang lại kết quả tốt hơn cho trẻ. Với cái đơn nguyên này, chúng tôi sẽ tiếp cận được bệnh nhân từ rất là sớm, tư vấn được cho bệnh nhân về cái quá trình điều trị, bệnh nhân sẽ không phải đi tìm hiểu ở những nơi khác và khi mà đến thời điểm phẫu thuật nào thì sẽ có người gọi điện nhắc nhở để cho bệnh nhân đến đúng cái thời điểm được phẫu thuật, tạo điều kiện để giúp cho cái biến dạng nó được phục hồi một cách tốt nhất cho bệnh nhân. Theo chuyên gia, để một bệnh nhi bị khe hở môi, vòm miệng được can thiệp toàn diện, người bệnh sẽ phải theo đuổi việc điều trị một quá trình dài với nhiều quy trình như phẫu thuật tạo hình môi, khe vòm, điều trị ngữ âm, nắn chỉnh răng, chỉnh hình xương, phẫu thuật thẩm mỹ khi trưởng thành. Ưu điểm nổi bật của chăm sóc toàn diện là bệnh nhân được can thiệp sớm sau sinh, do đó các biến dạng do dị tật sẽ được kiểm soát ngay từ đầu. Khi mà bệnh nhân đến bệnh viện cũng như là đến đơn nguyên phẫu thuật chăm sóc toàn diện môi vòm thì họ sẽ được hỗ trợ về chi phí phẫu thuật, chi phí đi lại đấy, và sau này trong cái giai đoạn mà điều trị về mặt ngữ âm họ cũng sẽ được hỗ trợ để tập ngữ âm. Chúng tôi cũng có mong muốn là sẽ có định hướng là sẽ tổ chức những cái lớp học để dạy về ngữ âm cho bệnh nhân. Khi được kiểm soát ngay từ đầu, bệnh nhi sẽ chỉ trải qua 2 đến 3 lần phẫu thuật thay vì phải thực hiện nhiều lần do dị tật tăng nặng, phức tạp. Nhờ đó, cuộc sống sẽ lại có thêm nhiều nụ cười lành lặn, những giấc mơ lại được viết nên.